Giang hồ khoác áo lính kỳ số 3, chiêu dĩ độc trị độc của tướng Sáu Lèo. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh OV Đại Bàng. Tiếp theo kỳ số 2, đối với tướng Loan, vùng bóng tối chính là mảnh đất vì nhiêu hái ra tiền của những ngành nghề đen, là cụ để dành cống đạp cho bọn quan chức đứng đầu, đám cò giám đốc, trưởng tiên ngành hành chánh cảnh sát, bọn ngồi mát ăn bát vàng, được hội trùm cầm đầu vùng bóng tối cống đạp để được bảo kê mọi hoạt động. Tình trạng liên minh ngầm giữa cớm và cướp trước đây phải được dọn sạch. Ổ bánh béo ngậy này phải thay đổi người thụ hưởng. Đám cảnh sát nguyên là các sĩ quan gốc quân đội chuyển sang cảnh sát, chiếm giữ cương vị chủ môn theo đúng ngạch đã sắp xếp trong ngành. Tóm lại, đấy là những công chức làm đúng việc của một nhân viên hành chánh. Cái gọi là quyền lực cảnh sát đã bị tước đoạt. Giờ đây tất cả tập trung vào tay tướng Loan và những sĩ quan quân đội dưới trướng. Từ bản điều tra tổng hợp của khối tình báo Cục An ninh quân đội thuộc Đại tá Nguyễn Văn Học phụ trách, từng hồ sơ cá nhân sĩ quan được chọn phải vượt qua nhiều phân khúc soi rọi thật cẩn trọng trước khi đặt lên bàn làm việc của Cục trưởng Nguyễn Ngọc Loan. Ngoài tiêu chuẩn, phải được tôi luyện qua lò lửa chiến tranh trong các đơn vị rằng ri nổi tiếng về biệt kích, thủy quân lục chiến, biệt động quân, lực lượng đặc biệt, ứng viên còn phải có một số thành tích thể hiện tính khí giang hồ trong hồ sơ quân bạ như điều kiện tiên quyết để được chọn. Số sĩ quan được chọn làm bộ khuy cho guồng máy cảnh sát của thành phố Sài Gòn tuần tự được triệu tập về Cục An ninh quân đội và trình diện thiếu tướng cục trưởng tại văn phòng ở Nhà Trắng, nằm trong khuôn viên Tổng nha cảnh sát trên đường Võ Tánh, Nguyễn Trãi hiện nay. Việc chọn Nhà Trắng, một tòa nhà sơn trắng nằm riêng biệt cách xa những tòa ngang dãy dọc của Tổng nha cảnh sát nằm trong sắp xếp đầy ý đồ của quân sự cố vấn. Thiếu tá Phạm Chí Linh tốt nghiệp cử nhân Triết Đông, chuyên nghiên cứu về phong thủy, lý số thuộc hạng học trò cưng khoa Triết Đông của Linh Mục Kiên Định, đã chọn Nhà Trắng làm bộ chỉ huy điều hành ba cơ quan an ninh như là một vị trí đắc địa, vượng tài phát lộc. Trình diện tại văn phòng cục trưởng ở Nhà Trắng nằm trong nghệ thuật dùng người của sếp. Khung cảnh uy nghi và lạnh tanh của căn phòng trang trí độc nhất, chiếc bàn gỗ mun to đùng và chiếc ghế bành bọc da, áp sát tường là ba kệ sách xếp đầy những trí tuệ nhân loại. Cánh cửa sổ duy nhất kéo rèm màu nâu sậm luôn đóng kín, một sân khấu gây ấn tượng sắp xếp theo ý đồ của quân sư Phạm Chí Linh. Những sĩ quan dù tính khí có coi trời bằng vung, nhưng khi vào trình diện xếp trong văn phòng nặng mùi tử khí này, đều không khỏi rùng mình, lạnh toát người. Cung cách tiếp đón của tướng Loan với thuộc hạ là màn kịch đã nghiên cứu kỹ qua đống sách chuyên đề về đệ tam đế chiến Hitler. Ấn tượng khắc ghi trong đầu người trình diện là hình ảnh rất lạ thường của sếp, một hung thần đệ quyền sinh sát nổi tiếng là xa cách và bí hiểm, nhưng trong tiếp xúc lại thân ái dịu dàng và tình cảm khi hỏi han, nói chuyện rất đổi chân tình. Qua màn trình diễn, hầu như tất cả các sĩ quan tuyển chọn đều bị tướng Loan chinh phục cả hồn lẫn xác. Vì vậy, trong những nhiệm vụ máu me có phần dã man được giao phó, đám tu hạ mê tín đều răm rắp thực hiện theo lệnh sếp, như là những robot vô cảm, thậm chí còn vượt cả yêu cầu. Bộ khung guồng máy cảnh sát trị an của thành phố Sài Gòn gồm những sĩ quan cấp cao cật ruột, được ví như là thanh gươm uy quyền của tướng Loan. Vì thành phố Sài Gòn là thủ đô nên cơ cấu tổ chức bộ máy cảnh sát rất quan trọng, xếp thứ hạng trên vùng một bậc. Đứng đầu bộ máy là nha cảnh sát đô thành, cơ quan đầu não điều hành chính ty cảnh sát phụ trách chính quân trường thành phố. Nha cảnh sát đô thành ngang cấp với nha cảnh sát vùng và trưởng ty cảnh sát của quân ty thành phố Sài Gòn ngang với quan chức đứng đầu cảnh sát tỉnh. Tầm quan trọng của giám đốc ngang với tướng và chính trưởng ty cảnh sát của chính quân đội ở Sài Gòn ngang với sếp cảnh sát của chính tỉnh thuộc vùng. Từ lâu, một ý tưởng đã thành nếp trong đầu của người dân Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung, và cũng là sự thật mà giới cầm quyền đều biết rõ như vậy. Đó là kẻ nào nắm trong tay guồng máy an ninh cảnh sát của thành phố Sài Gòn có nghĩa là đang giữ sinh mạng của chế độ vậy. Riêng đối với Nguyễn Ngọc Loan, thanh gươm quyền lực trong tay được nhân lên 3 lần sức mạnh. Vì vậy, tướng Nguyễn Ngọc Loan được xem như là người số 2 đầy quyền lực của chế độ, cầm trên tay thanh gươm tiềm trảm hậu tấu cũng là điều dễ hiểu và không cần điều chút nào. Bộ sậu đứng đầu nha cảnh sát đô thành, cơ quan đầu não của guồng máy trị an thành phố Sài Gòn, gồm có 5 sĩ quan cấp tá gốc biệt động quân: Đại tá Nguyễn Văn Luận, giám đốc gốc liên đoàn trưởng liên đoàn 5 biệt động quân; Trung tá Nguyễn Xuân Vinh, phó giám đốc liên đoàn 3 biệt động quân; Thiếu tá Nguyễn Bá Long, trưởng phòng tư pháp phụ trách trị an gốc
biệt động quân, thiếu tá Phan Anh, trưởng phòng đặc biệt phụ trách chính trị gốc biệt động quân. Những phòng ban chuyên môn nghiệp vụ cảnh sát, những sĩ quan gốc cảnh sát được giữ nguyên vị trí, riêng biệt đội hình cảnh chuyên trị tệ nạn xã hội trộm cướp được giao quyền chỉ huy cho đại úy Từ Đạt thuộc ngành hiến binh chuyển sang cảnh sát. An ninh của chính quận trong thành phố được giao cho chính trưởng ty cảnh sát, tất cả là những sĩ quan tuyển chọn từ quân đội. Các vị trí như là phó ty phụ trách hành chính, phó ty đặc biệt phụ trách chính trị, trưởng ban các phần chuyên môn nghiệp vụ cảnh sát đều được giữ nguyên, quyền chỉ huy thuộc các sĩ quan chuyên ngành cảnh sát, tăng cường sức mạnh cho nha cảnh sát đô thành là hai biệt đoàn cảnh sát giả chiến cho trung tá Lê Tất Biên chỉ huy biệt đoàn 1 và trung tá Lâm Đôn chỉ huy biệt đoàn 2. Biệt đoàn cảnh sát giả chiến được tổ chức với quân số hơn 1.000 người theo cấp số tiểu đoàn của thủy quân lục chiến, trang bị vũ khí quân như quân đội. Nhiệm vụ là tăng cường cho các cuộc hành quân cảnh sát chống biểu tình, khủng bố và có thể tác chiến như quân đội chính quy. Việc tuyển bộ cảnh sát giả chiến rất đặc biệt theo lệnh của tướng Loan, đưa toàn bộ đám quân tội phạm mãn hạn tù hình sự, đạo binh đang thụ án, các quân lao gia nhập cảnh sát giả chiến. Vì vậy, lính cảnh sát giả chiến hầu hết là lính từng chiến đấu trong chiến tranh nên không cần phải tốn thời gian huấn luyện ở quân trường. Hầu hết lính cảnh sát giả chiến thuộc thành phần bất hảo, từng vào tù ra khám, tội phạm côn đồ trộm cướp được tạo cơ hội đoái công chuộc tội, nên bọn rằng tri này rất hung hăng và tàn bạo. Để trị được bọn lính ba trận này, hai sĩ quan cấp tá nổi tiếng gặp dự của biệt kích dù là trung tá Lê Tất Biên và Lâm Đôn đã được đích thân tướng Loan cầm tay trao quyền trinh sát hai đơn vị đặc biệt này. Thời gian sau thì tướng Loan thành lập thêm 3 biệt đoàn cảnh sát giả chiến với ý đồ nắm trong tay một lực lượng tác chiến mạnh như cấp lữ đoàn của quân đội. Quả đấm thép gồm 5 biệt đoàn cảnh sát giả chiến đồn trú thường trực tại thành phố Sài Gòn trong chiếc áo danh chính ngôn thuận ngành cảnh sát là con át chủ bài thừa sức bảo vệ cũng như giáng trả mọi âm mưu binh biến nào của những thế lực đối phương thuộc phe gốc Nam Nguyễn Văn Thiệu. Trái ngược với vẻ bề ngoài lè phè không chú trọng đến chi tiết, nhất là cách hành xử tựa như đầy cảm tính và tùy hứng, một động tác giả tung hỏa mù ngụy trang cho những bước đi được thực hiện một cách cẩn trọng theo đúng chiến lược. Những đồng tiền bẩn phụng sự quốc gia, phần chính trị đầy âm mưu trong Nguyễn Ngọc Loan chiếm phần nhiều hơn là vỏ biển. Quyền lực chính trị là mục tiêu phải đạt đến chứ không phải thêm những ngôi sao trên cổ áo. Giới trí thức là những người được ngồi chung bàn chia sẻ đại sự, còn giới vỏ biển chỉ là những phương tiện trong tay của Loan, dám sử dụng đám cập dữ tuyển chọn từ tập thể lính tráng chuyển thành thứ phương tiện bạo lực hợp pháp trong tay của mình. Nguyễn Ngọc Loan biết đang cập dữ thích và cần gì và đã từng bước ban phát hạnh phúc, trao quyền lực một cách dè sẻn, biến chúng thành ông trùm trong thế giới bóng đêm, vừa là ông cò ngoài ánh sáng có nhiệm vụ khai thác vùng đất màu mỡ của bóng tối để tạo ra dòng thác tiền bạc phục vụ cho những ý đồ và tham vọng chính trị của sếp. Chỉ duy nhất Nguyễn Ngọc Loan là người dám chơi con dao hai lưỡi nguy hiểm này trong cuộc chơi đầy quyền lực của mình. Việc họp bàn song song diễn ra ở hai nơi, phục vụ cho vùng sáng họp công khai ở Nhà Trắng Tổng nha cảnh sát và họp phục vụ việc đen cho bóng tối diễn ra kín đáo ở Tư Dinh trong cư xá sĩ quan không quân trại Phi Long Tân Sơn Nhất. Những ông cò trưởng ty cảnh sát vùng ánh sáng phụ trách trị an tại địa bàn cũng đồng thời là ông trùm điều hành những ngành nghề đen hoạt động trong bóng tối thuộc quyền. Dưới tay của ông cò, hai lực lượng đối nghịch cướp và cướp cùng song song tồn tại và phân công rạch ròi, người nào việc nấy theo lệnh ông cò kim ông trùm. Địa bàn quận 1 là trung tâm Sài Gòn, trái tim của thành phố, phục vụ đoàn quân viễn chinh Hoa Kỳ, là ngành snack bar, hộp đêm vũ trường và hoạt động chị em ta tại hàng ngàn ba nằm kề san sát nhau trên đường tự do Đồng Khởi hiện nay, vòng qua khu chợ cũ Hai Bà Trưng Tân Định. Hầu hết những điểm nóng giải trí hàng đêm hạng chillax của Sài Gòn đều tập trung quanh khu trung tâm quận 1 với những kiều nữ quý tộc đẳng cấp trà hoa nữ, nương lệ cốt. Vườn hoa biết nói này là chốn bồng lai dành riêng cho giới quý tộc thượng lưu, quan chức cao cấp, tướng tá quyền lực. Trong số những người đẹp này đã có một bước lên bà, trở thành phu nhân của các quan như Helen Nga của Vũ trường Tự do, phu nhân của giáo sư Nguyễn Xuân Phong, trưởng đoàn Việt Nam Cộng Hòa tại Hòa Đàm, Paris, hương giang cà phê của Văn Cảnh, phu nhân thiếu tướng Trần Quốc Lịch, ánh hoa vũ trường Ballad, phu nhân trung tướng Phạm Quốc Thuần, mai trinh cà phê Vũ trường Tự do, phu nhân trung tướng Ngô Quang Trưởng. Ngành sòng bạc tại quận nhất cũng thuộc hàng đặc biệt không bồng ào xô bồ như hội chợ với đủ khách chơi thượng vàng hạ cám. Đám chủ sòng thượng lưu tại quận nhất thuộc thành phần xuất thân gốc gác có ăn học,
tương trại với đám công dân thượng tầng xã hội. Vì vậy, kinh nghiệm sống thừa khôn ngoan để biết hành xử thế nào với những ông chủ mới tại đất làm ăn của mình. Vợ chồng Ba Hóa, bà Tham Dương, bà Hai Thành, bà Bác sĩ Nga là những giang hồ chủ sòng thượng lưu quận nhất, thu thập thuế hàng tháng của các câu lạc bộ này lên đến con số từ 30 đến 50 triệu, tức là từ 3.000 tới 5.000 lượng vàng. Trung tá Cò Hùng Xui lần đầu tiên trong đời bụi bặm của mình được hưởng những tiện nghi nhung lụa trong sinh hoạt thượng lưu, được tận tay chạm đến và sở hữu những đồng tiền mệnh giá lớn lên đến con số vài trăm triệu thu hoạch từ bóng tối. Trên đây là kỳ số 3 của series Giang Hồ Khoác Áo Lính Sài Gòn, chiêu dĩ độc trị độc của tướng Sáu Lèo. Video của chúng tôi đến đây là hết. Nếu thấy hay hãy subscribe, like và share, ủng hộ về đại bàng có thêm động lực cho thêm nhiều clip hay phục vụ quý vị. Xin chào, hẹn gặp lại các clip tiếp theo.